con mười sáu con số gì ra số gì ra số gì ra con mười gì ra con số gì ra số gì ra con mười gì ra con số gì đây số gì ra con mười gì ra what the fuck is that ơi sao nó chỉ có cái miếng gì mà thương tọt quá vậy? Cái đôi dép em chưa đụng tới cái đích nó luôn đó là nó nhào rồi thấy thiệt á. Chưa để gì cái ca đơ mà nó bên nhấp cái ca đơ qua hay sao á? Không có gửi thiệt luôn à, để thiệt hả? Sao vậy chị? Tôi luôn à, đừng quá đánh em, nói em nó mới có cắt rồi đứt chỉ cho tội nghiệp em nói. Cắt cái gì mà đứt chỉ? Đó về diễn gì không nè? Là mày đó. Mà mày... Tao hỏi tao hát cái câu gì ra hả? Mày đạp tao xuống cái bút lội tao hỏng đó nè. Hay đứa thừa lắm. Mày hát lại coi. Mày hát lại coi. Hát lại cái bài đó coi. Chi vậy? Tao thích nghe, hát lại đi. Có giống con người không? Mày có phải giống con người không? Cái bài này tên gì? What you the first is? What the first say? What the first nghĩa là gì không? Ngu anh văn nghĩa là gì không? English for today không có học nè. Xin lỗi tôi dốt for today nhưng mà bạn tôi nó dốt for today. Tiên anh dân lậu ra đây. Dịch cái chữ đó ra cho bạn hiểu coi. Thôi 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 đừng thấy lạnh rồi kéo tao ra. Tao có bị bắt mưa đâu. Nhưng mà what the fuck say là có nghĩa là cái con cáo nó kêu như thế nào đúng không? Yes, I am okay. Là mà nãy giờ mày vậy đó. Vậy thì con cáo nó kêu sao? Tác giả nó còn biết kêu sao nó kêu tao. Bởi vậy nó có mới cái bài gì? Con cáo nó kêu sao? Nó hỏi người ta. Tiên 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 what the fuck này? Nói nghe nè, này là con cáo bên Mỹ, mày biết con cáo Việt Nam kêu sao không? Sao? Lên nhạc anh. Dạo ơi vì sao nỡ đành tâm, tình yêu bắt đầu em lá treo, tương lai thiết tiền tạo ngọc quý, không thương nữa thôi nè. Đó, đó, con cáo. Tao nói câm đi là đâu có chuyện gì xảy ra. Con cáo nó trả ngọc cho mày đó. Nhưng chạy ra làm chi? Cái nó phun ngọc nhã tơ. Rồi vậy con cáo nước ngoài, cáo nước ngoài hát sao? Cáo nước ngoài sao? Bây giờ cáo nước ngoài hát sao? Thì bây giờ con cho một cái nước đi hát cái nước cho khán giả là hiểu hơn. Rồi cứ thái đi, cứ thái đi. Rồi vô. La 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 la. Cái gì mà có le le á trong đây vậy má? Cáo được cháu thái, cháu thái là lọt leo. À lọt leo hát cho rõ cái lọt leo. Lọt 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 leo. Lọt 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 leo. Lọt 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 leo. What the fuck say? Rồi tôi thì là Ả Rập hát sao? Bà nội tao cũng biết hát sao nữa. Tao chưa học tới cái mức Ả Rập luôn. Vậy thôi sợ đi. Đi đủ là đủ rồi. Đủ rồi nha. Nó hát cáo một hồi là bà lộ về. Làm cáo khó nha. What the fuck này? 27 27. Dạ này kêu rõ thôi ạ. Chứ cho mọi người giờ rõ rồi nha anh ơi. 27 27 20 là con số gì đây? Số gì đây? Một cái gì đây? Cờ gì đây? Số gì đây? Một cầu đi mất chúng ta thành mạng. Sự mình luôn ấy khi nhận bàn tay. Cứ như trong hết chi xưa này đây. Không như đây. Sự người em chẳng bay. Con số 7 con số 7 con số 7 con số 7 số 7 con số 7 số gì đây? Chúng ta có la vé mà giờ lại. Và phòng làm tiếp theo còn nguyên như cũ trị giá là 20.000 đồng không? 30.000 đồng. Phòng làm quyết cũ đời mới trị giá 30.000 đồng với tầm phẩm trị giá là 5 thân vàng hả quý vị ha? Rồi, dạ em xin phép được kiểm tra. Rồi em mời chị gái tiếng đàn lên sân khấu đúng không ạ? Mã dòng loại. Trong phòng loại này chúng ta có bé ơi né qua chụp ngôi cái phòng loại bé ơi.
Kính thưa quý vị, vòng loại này có hai vòng loại 4089 và 409 4089 và 4090. Dạ, 4090. Rồi, mã vòng loại 4089 hợp lệ với 4 con số như sau: 39. 39 có 1. 45 có 2. 52. 52 có 3. 16. 16 hợp lệ. Rồi, chúc mừng chị gái. Dạ, ôi vòng loại này đẹp kinh ít quá ha. Dạ, 4089. 39 có 1. 45 có 2. 52 có 3. 22 hợp lệ. Rồi, hợp lệ. Vị chủ nhân may mắn tiếp theo mà vào loại 4090, 22, 39, 45 và 52 y chang. Rồi, xin mời vị chủ nhân tiếp theo em gửi lên tờ vé. 4089 hợp lệ. 39 có 1. 49 có 2. 26 có 3. Số 1 hợp lệ. Số 3 tổng hợp lệ. Vị chủ nhân may mắn cuối cùng 4090 39 có 49, 26, số 1 y chang. Rồi luôn. Chúng ta có 5 vị khán giả may mắn cho vòng loại này. Anh chị mình, chúng ta sẽ tiến tới làm cầu quay, quay số để hưởng trọn cho mình là một phong bao lì xì trị giá là 1 triệu đồng. Hay là mình sẽ chia với nhau thì mỗi người đây, 5 người thì mỗi người sẽ được nhiêu ta? Rồi 1 triệu mình chia 5 đó, mỗi người 200. Ừ, 200, dạ. Nhỏ thì hồi xưa không có đi học học trò nè. Dạ, 200 mỗi người, mình chọn cách nào ạ? À? Sao ạ? À? Bây giờ em phỏng vấn từ đây qua nha. Anh như thế nào, mình bóc hay là mình chia đều? Chia đều. Chia đều. Chia đều. Còn bên đây chia luôn. Quay. Rồi một người quay. Còn anh ạ? À? Chia đều. Chia. Em chia. Chia. Rồi vậy là số lượng người chia đều sẽ nhiều hơn số lượng người bóc. Thì bây giờ anh có thể bóc, nhưng mà mình bóc cái khác. Không phải là banh, nhưng mà bây giờ mình sẽ chia đều phòng loại này nha. Bóc cái gì má? Mình bóc bóc bốc 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 tham bốc phong bao lì xì hả? Dạ bốc nè, dạ em gửi anh. Mày chia người 200 mà 200 mà. Dạ đây 200. Rồi, rồi gửi hai bạn mỗi người 200. Rồi, rồi chúc mừng năm vị chủ nhân trong vòng loại này. Dạ. Dạ. Cảm ơn tất cả các anh chị. Nơi chị chà bán vé đừng có chồng chị nghe chị cắn cái gì đó. Dạ. Rồi kính thưa quý vị, ngay bây giờ không để cho quý vị phải chờ đợi lâu. Xin mời quý vị cùng hướng mắt về sân khấu. Bắt đầu do số. Chúc quý vị một lần nữa thật nhiều may mắn. Số gì đây à? Số gì đây con mấy gì đây 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 đến từ muôn thuở tiếng con tôi vui bao giờ chuyện lòng tôi nghe cách đây đã ba mùa mưa tôi đem tất cả tìm làm cho đến cho người nguyện cho thương cho nhớ là trinh nữ tóc buông kín đôi vai gầy một lần ngồi đó mắt chưa biết hương vì ai trên sông gót mò đi tìm hương thơm cho đời thời gian đã an bài số gì đây à? Gì đây em đi theo chồng xa cũng là gắn nhịp dòng sông gắn nhịp dòng sông em đi theo chồng anh nơi này mỗi mòn mà đợi mong mỗi ngày đợi anh để chi ta tận bao tháng ngày qua lời ước đêm xưa nhờ người đã quên hết mai chưa gì số gì đây à mánh gì đây mánh gì đây mánh gì đây mánh gì đây bé anh trời ơi anh năm lâu mà nhắc anh không khỏe mà như là trong cái chỗ anh nằm lông nha, nằm lông, nằm lông, dạ, bắt anh cho chuẩn.